Rồi, ok luôn em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với game tổng hợp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đồng hành cùng với em Thôi Nguyễn Quanh và anh Trương Thần Thụy trong Thị Trấn Ít Xương, trong con game áo cưới giấy phần 4 dây tơ hồng. Và buổi hôm trước thì chúng ta vào vai anh Trương Thần Thụy cố gắng mở cửa để giải cứu cho em Thôi Uyển Quanh bị nhốt ở trong căn phòng. Nhưng mà sau khi mà mở cửa được thì trong căn phòng đó toàn là người giấy và không thấy em Thôi Uyển Quanh ở đâu hết. Đấy, đó là kết thúc chương 3. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chương 4. Ok, mời anh em cùng tôi vào áo cưới giấy phần 4, dây tơ hồng chương 4. Sau 3 chương mình chơi của phần này thì mình thấy phần này 3 chương đầu thì so với phần 3 thì mình thấy không không lợi. Thấy không hay bằng phần 3 anh em ạ. Thấy không hay thật. Cứ tiếp tục chương 4, chương 5 rồi chúng ta đánh giá tổng thể sau nha. Sao thế này? Anh thấy bị người giấy bao vây rồi. Rồi, nhảy xuống nước luôn. Trương Thần Thủy. Chặn cửa rồi, làm sao đây? Đành mạo hiểm vào trong cửa bí mật thôi. Trong này là cửa bí mật à. Đi vào là không có đường ra đâu em à. Xô cửa luôn. Xô cửa luôn anh em ạ. À, nguy hiểm quá. May mà tìm được cửa bí mật ở trong phòng. Và cơ quan đóng cửa bí mật này giống với hình dạng bên kia. Định quay lại, cửa nói nói với Trương Thần Thụy về cửa bí mật, không ngờ lại gặp sự cố. Không biết anh ấy sao rồi. À, hôm qua cái khúc mà anh Trương Thần Thụy kêu em này không có trả lời là chắc là em này đang khám phá cái cửa bí mật này. Sau khi mà em này quay trở lại thì thấy anh Trương Thần Thụy bị đám người giấy đó bao vây. Rồi. Anh ấy bơi giỏi chắc là không sao đâu. Nếu như người không biết bơi như mình ngã xuống nước thì có chuyện á. Chương 4 nghi ngờ. Chương 4 nghi ngờ. Rồi cái này chắc là mình phải cần một bức tranh cụ thể. Chứ giải như thế này cũng khó. Hôm nay tôi bị ốm anh em ạ. Có vẻ là có thể là tôi sẽ ho một tí, anh em thông cảm nha anh em. Mắt của hai con cá đều có một chỗ lõm. Một con rối gỗ thổi tiêu. 3 4 5. Thiếu một mảnh. Ủa, thiếu mảnh nào đâu ta? Mình ghép này tại sao đã ghép xong rồi? Đã ghép xong mà hiện chữ reset là sao? Cái tủ này quá nhiều chi tiết. Đây. Tôi chụp cái hình này lại cái, tôi chụp hình này lại cái này.
Này rộng với ta, mình chụp ngang đi. Chụp ngang đi. Rồi. Giải cái này. 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 Cái này spam thôi. Rồi ok, được cái chìa khóa. Đằng sau một chiếc tủ trong phòng vọng ra tiếng động. Ai đó? Ai đó vậy? Thủy Quản Yên. Nhìn ra ngoài mà. Anh Trương Thần Thụy nè. Thôi Nguyễn Khoanh à. Em vẫn ngồi sao? Chỗ anh có một cửa bí mật nhưng không mở ra được. Cửa bí mật bị kẹt rồi. Không sao chứ. Trước khi mở cửa anh có nghe thấy tiếng của em. Kết quả là mở cửa ra chỉ thấy vài người giấy. Em không sao. Anh không bị thương chứ. Em nhìn thấy anh ngã xuống nước. Anh không bị thương. Sau khi ngã xuống nước thì anh phát hiện ra dưới đáy hồ có một cái động nối liền tới đây. Sau khi vào cửa bí mật cũng biến mất. Anh bị nhốt ở đây luôn. Là lạ. Đường hầm lại nối liền xuống nước. Có cách nói gì về việc này hay không? Đúng rồi. Những người giấy kia đâu? Chúng không gây tổn thương gì cho em đấy chứ. Em nhốt chúng ở phía sau một cánh cửa bí mật khác rồi. Anh nghe thấy tiếng của em. Nhưng khi đó em đang điều tra cửa bí mật phát hiện ở trong phòng. Không có ở trước. Đám đồ kỳ quái đó có lẽ biết nói tiếng người hay sao? Thật là khủng khiếp. Anh biết về huyền học. Không thể biết về đạo đức kinh gì đó để đuổi ma hay sao? Đạo đức kinh là sách triết học, không có tác dụng đuổi ma. Hơn nữa cũng không phải là ác. Lâu lắm rồi không có trêu chọc anh ấy vẫn thú vị như ngày nào. Cho dù không đuổi được ma, anh cũng phải biết cách có thể nhìn thấy ma chứ. Nếu nhìn thấy thì ít có thể né tránh chúng được. Anh không nghe nói là dùng điện thoại chụp hình. Anh nghe nói là có thể dùng điện thoại chụp hình để nhìn thấy ma. Nhưng chúng ta thử mấy lần rồi không thành công. Điện thoại chụp ma. Đây là phạm trù tập tục dân gian hay sao? Anh... Không phải anh nói rằng tập tục dân gian không nghiên cứu về những thứ này hay sao? Hình như anh đang nghiên cứu những cái thứ quỷ thần này đấy. Nghiên cứu cá nhân của anh thiên về truyền thuyết dân gian. Anh có thể xây dựng một trang web chuyên trao đổi về những chuyện này. Điện thoại có thể nhìn thấy ma là một người bạn trên mạng nói. Thêm ra người bạn mạng đó đã thực hành rồi. Anh thấy anh ấy thường hỏi về những vấn đề liên quan tới hồn ma và u minh. Nghe nói là tìm cách cứu bạn gái mất hồn của mình. Đúng là không thiếu người kỳ quái. Có điều với hoàn cảnh bây giờ của chúng ta cũng có nói người khác thêu dệt chuyện. Không nói chuyện phím được nữa rồi. Không biết khi nào người giấy hoặc những thứ kỳ quặc khác lại xuất hiện. Phải nghĩ cách sớm rời khỏi đây thôi. Được rồi. Bây giờ đổi thành anh bị nhốt ở trong. Đợi em tìm cách cứu anh ra đó. Bây giờ thì anh này bị nhốt. Em này tìm cách cứu. Anh cũng xem lại những gì trong này có lối ra hay không. Mình cảm thấy mình bước vào một thế giới không thể lý giải loài hay. Cả buổi tối cũng không quen được. Vẫn là rất là sợ. Cũng không biết nên khen anh ấy bình tĩnh hay là sao nữa. Nhìn thấy bao thứ kỳ quái mà vẫn nói không có ma. Anh ấy nói vậy là để an ủi mình à. Anh ấy biết mình là sợ ma. Nhưng anh ấy thật sự tin rằng nói vậy mình sẽ không sợ hay sao? Thật vậy sao? Ôi, vẫn như xưa. Vẫn như xưa là vẫn còn yêu thương mình như xưa. Rồi, cái chìa khóa này là mở. Ok, mở cái này. Bên ngoài có ổ khóa kìa. Ổ khóa thì mở thôi.
trong mực chứa mực màu đen, không có gì để đựng. Đây là hồ nước dùng để tẩy mực. Cần một cái chìa khóa. Ừ. Này là gì? Nó chưa hiện chữ bỏ qua, tức là mình chưa có cái dữ kiện mà giải cái này. Cordovino à. Cordovino anh em ạ. Đây không phải là đèn không minh nhìn thấy trên đường hay sao? Có cái dữ kiện gì nè. Vào là nhìn thấy à, lúc nó rớt xuống này. Ủa, đèn không minh mà rơi vào cháy nhà luôn à. Đó là cảnh hỏa hoạn của căn nhà, nhưng đây không giống kiểu bị cháy. Trên đèn không minh có thêm mấy chữ ma chết thay. Lại là sao nữa đây? Ma chết thay à. Mà chết thấy. Chụp cái này là cái tính sau. Rồi. Đồng tiền hình cái đao con cá rồi nè. Ồ, nhiều chi tiết lắm anh em mà rộng lắm. Chương này hơi rộng. Cửa nhà mở, lẽ nào có thể rời khỏi đây? À, lại về rồi. Ma chi mắt, không phải ma chi mắt đâu, quỷ đã tường đó. Ủa? Rồi. Rồi. Cái này phải quay phim lại anh em ạ. Mày này phải quay video lại. Rồi. Có một lỗ tròn, không biết gắn cái lỗ vô đó để làm gì. Hồi nãy có ba cái chữ, có ba cái chữ màu đỏ, không biết là phải ba cái chữ này không? Không phải nha. Không phải. Này một là 1 2 3 4 hả? Một là 1 4 nè. Ủa, ở đây 1 4 1 đây, 2 là ô này, 2 là 1 1 này luôn, với 3 2 này. 3 là ở dưới này, 3 là 1 2 2. Ok. Quân chốt, quân tướng và quân tốt. Quân thú vườn tốt, hồi nãy tôi thấy có cái chỗ nào à. Vào phòng này, cái quân cờ vô. Đây. Không phải. Không phải. Cái này cái gì? Bút lông.
Chụp cái này lại. Chưa biết là dùng để làm gì nhưng mà chụp. Ôi, mấy quân cờ này để làm gì ta? Mấy quân cờ này để làm gì ta? Ở đây à? À. Ngọc đen trắng. Lấy cờ ra lại được không? Ủa, vậy mình thí chốt à, giữ lại quân tướng à. Ok. Thí chốt, ngọc đen trắng là vào trong nhà bỏ vô cái này. Gương bắt quái rồi gì nè. Cái la bàn. Thôi em chưa biết dùng cái la bàn làm gì đâu. Từ từ đi. Anh có biết đây là cái thứ gì không? Hình như là la bàn phong thủy. Có điều không giống với hình dạng truyền thống cho lắm. Em cũng nhìn thấy thứ như vậy này ở miếu Lục Lão Thái Gia bên ngoài. Không ngờ lại cất giấu trong miếu thần. Nhưng thứ đó đã bị mất khi em vào kiệu rồi. La bàn giấu trong tượng thần. Chưa nghe cách này bao giờ. Điều này khiến anh nhớ tới một loại vu thuật trong truyền thuyết dân gian gọi là yểm mị thuật. Yểm mị thuật à? Trong những câu chuyện này có người đắc tội với vợ thủ công. Thợ thủ công liền giấu đồ vật ở kèo nhà dưới đất để nguyền rủa. Sau này người nhà đó đều bị bệnh hoặc là gặp ma. Ghê vậy. Vậy có người đang nguyền rủa ngôi miếu này hay sao? Cũng có thể là có dụng ý khác. Bản thân la bàn là vật dụng phong thủy, cũng có thể chuyển vận. Chuyển vận? Chẳng phải cũng có thể chuyển vận may đi sao? Chuyển vào trong cái la bàn này à? Chuyển vận không phải là ý đó. Có điều suy đoán của em cũng có khả năng. Đồ vật tập tục nơi này không truyền thống lắm. Có lẽ cách nói riêng của nó. Xem ra la bàn không có tác dụng gì cả. Cũng không chắc la bàn là không quan trọng. Nếu như có thể tìm được quy tắc phong thủy tương ứng, có thể thông qua suy đoán ngược để tìm được gì đó. Suy đoán ngược à? Tại sao thời cổ đại những người trộm mộ chuyên nghiệp có thể dựa vào phong thủy tìm được mộ? Vì những ngôi mộ đó sử dụng quy tắc phong thủy giống nhau để tìm nơi xây dựng. Lấy ví dụ, chủ mộ tin rằng trung tâm ba ngọn núi cao bằng nhau là nơi phong thủy tốt nhất. Trung tâm của ba ngọn núi cao bằng nhau là nơi phong thủy tốt nhất nha. Những câu này anh em nên lưu ý lại một lát để có thể là áp dụng được á. Sẽ xây mộ ở đây. Những người trộm mộ cũng nghĩ như vậy, thế nên cũng đào mộ ở đây. Nói như vậy tức là không xây mộ thì phong thủy thì sẽ không thể tìm được mộ theo phong thủy, đúng không? Đúng, em nói đúng. Thiết là vậy. Nghe như thể chủ mộ bị gài hàng rồi. Được thôi, em sẽ thử xem có thể dùng nó để tìm những thứ gì. Đúng rồi, bên phía anh có phát hiện gì không? Anh tìm được một mật thất. Có điều có một số cơ quan thiếu dụng cụ không mở ra được. Nếu như có một cái búa ở đây thì tốt. Em sẽ chú ý xem cái dụng cụ này không. La bàn này phải dùng như thế nào, không hiểu gì cả. Cách dùng thông thường của la bàn là cần di chuyển đĩa tròn cho kim và điểm đỏ trên đĩa tròn trùng khớp. Sau đó mới có thể căn cứ phương vị để suy diễn. Di chuyển đĩa tròn cho kim và điểm đỏ trên đĩa tròn trùng khớp. Alo, nghe nè, sao ạ?
Dù gì ốp lưng phong vũ. Tức là mình cần di chuyển cái đĩa tròn cho kim và điểm đỏ ở trên đĩa tròn trùng khớp. Sau đó mới có thể căn cứ phương vị để suy diễn. Có điều anh cũng không biết cách dùng chi tiết. Ok. Ok ok nha, ấp lưng phủ nha. Tôi gà mơ. Vậy không biết phong thủy vừa không để thể hàng ma. Biết phong thủy vừa không thể hàng ma. Đúng là gà mờ. Chuyên ngành của anh không phải là làm những việc này. Thôi để em tự nghiên cứu. Anh ở đây đợi em cứu anh ra. Bây giờ phải giải cái la bàn này, có vẻ cực anh em ạ. Xoay cái điểm đỏ và trùng khớp với cái này ạ. Ồ, nhìn thấy khó anh em ạ. Nhìn khó lắm. Cách dùng thông thường là cần di chuyển đĩa tròn cho kim. Cho kim và điểm đỏ trên đĩa tròn trùng khớp. Này, kim điểm đỏ lên là cho kim điểm đỏ lên này trùng khớp này. Là mấy cái chữ này à. Từ bây giờ mình giải mấy kia trước đi. Hồi nãy trong này tôi còn một vài thứ tôi chưa lụm. Cái này nó không cho mình lụm anh em ạ. Này cho không cho mình lụm. Cái chấm đỏ cho kim dưới này. Cái chấm đỏ cho kim dưới. Còn cái gạch đỏ thì kim trước chỉ thẳng vào. Cái kim dưới này nó đâu có di chuyển được đâu anh em. Mình chỉ di chuyển được cái chấm đỏ này thôi à. Như kiểu 12:30 à. Cái kiểu 12:30 là sao ta? Cái chấm đỏ cho kim dưới. Đỏ cho kim dưới. Còn cái gạch đỏ ngoài thì kim trước chỉ thẳng vào. Kim trước là kim gì anh em? Kim trước chỉ thẳng vào. Như kiểu 12:30 hả? Không hiểu thật anh em ạ, không hiểu. Vậy là bây giờ có vẻ như là phải giải rồi. Kim chỉ chấm. Vạch chỉ 3 ký tự mở khó. Kim chỉ chấm vạch chỉ 3 ký tự mở khó. Ok. Anh em nói vậy là tôi dễ hiểu hơn. Kim chỉ chấm. Ok ok. Vạch chỉ 3 ký tự mở khó nè. Tôi nhớ có một cái khóa bên này. 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 Ba cái tự mở khóa mỗi hàng thì
Nó bị ngược anh em ạ. Đúng chữ này rồi, chữ này spam. Rồi không phải nha. Căng. Nghiên cứu lại đi bác. Càng cấn. Đây bây giờ. Ủa sao cái này nó, nó chỉ tôi lại cái khác rồi ta. Chỉ tôi lại cái khác rồi nè. Nó chỉ xuống dưới này. Còn vạch này là gì? Ở bên này nó chỉ khác, bên kia nó chỉ khác ta. Bấm sai chữ rồi. Đâu. Nhưng mà bây giờ tôi, nó chỉ cái khác rồi anh em ạ. Bây giờ nó chỉ cái khác rồi. Khác nè. Ra ngoài này nó chỉ khác nè. Mà vô trong thì nó cũng chỉ khác. Điều bây giờ lợi nha. Cái hàng này hả. Mà thí dụ màu đỏ nó chỉ cho chấm đỏ thẳng hàng vạch đỏ. Rồi ý là anh em mà lấy mật mã, bây giờ mật mã cần 3 chữ à, mà trên này là lấy một chữ này, rồi cái hàng này lấy chữ nào, 3 chữ này lấy chữ nào. À, xem mũi kim nó chữ vào chữ nào. Đây, nhưng mà cái này thì để mà, cái này thì mình lấy cái chữ này đúng nè. Để cho chắc ăn thì mình vào, vào này rồi mình vào này mình kê luôn, rồi. Chữ này, rồi con này ba chữ biết lấy chữ nào anh em. Cái này còn ở thằng này đâu. Không biết lấy chữ nào. Đây tôi đọc lại hướng dẫn à. Đọc hướng dẫn nè. Dùng thông thường của La Bàn là cần duy chuyển đĩa tròn sao cho kim và điểm đỏ. Kim và điểm đỏ. Kim và điểm đỏ trên đĩa tròn trùng khớp. Sau đó mới có thể căn cứ phương vị để suy diễn. Kim và điểm đỏ mà. Kim và điểm đỏ trên đĩa tròn trùng khớp. Tức là đây, kim và điểm đỏ trên đĩa tròn trùng khớp, rồi căn cứ trên này để suy diễn. Đúng rồi. Căn cứ trên này suy diễn đúng rồi. À tôi lấy ra nè. Kim và điểm đỏ trùng khớp nè. Cứ ở trên này suy diễn, biết suy diễn sao ta. Chỗ này như nó khác. Còn đi ra ngoài này là cái la bàn nó khác. Đó. Ra ngoài này là bàn nó chỉ chỗ này. Mỗi chỗ nó mỗi khác anh em ạ. Vào trong này là bàn chỉ khác nữa nè.
Tại chỗ cái khó nè, chỗ hơi khó. Bây giờ anh em nói lấy à, bây giờ tôi lấy chữ đây là chữ đầu tiên đúng không? Chữ đầu tiên tôi lấy rồi nè, đúng rồi nè. Rồi chữ thứ hai nè. Chữ thứ hai là lấy chữ nào? Chữ này. Chữ thứ hai lấy chữ này. Ok, tôi lấy chữ này thử nha. Chữ này không ta? Bốn cái cháu quẹt xuống luôn. Cái chữ này không ta? Hình như là chữ này. Lấy chữ bự rồi chữ giữa spam đúng không? Ok, để lấy chữ này. Lấy chữ này chữ cuối đi, còn chữ giữa spam. Lấy chữ này. Tôi chụp lại hình lại các anh em ạ. À, nhìn không nhớ đâu. Cái chữ tiếng tàu, mấy cái chữ tiếng tàu khó nhớ lắm. Chúng mình không có học ngôn ngữ á. Không học ngôn ngữ tiếng tàu. Hình như chữ này nè, mà cũng không giống chữ này lắm à. Thôi spam nha. Nhớ vị trí chữ đỏ. Không phải chữ này à. Rồi quay la bàn nhìn sang phải nghiêng đầu. Đúng rồi, đúng rồi, chữ này nè. Chữ này, chữ này, chữ này. Đúng rồi anh em ạ. À, nãy tôi sai chữ. Nãy tôi sai cái chữ chữ cuối. Nhìn chữ tàu nó giống giống nhau. Nhắc Thái bảo giám. Cái gì? Thái Nhất bảo giám chứ. Thái Nhất là sinh thủy, thủy thành vạn vật. Thái Nhất sinh thủy, thủy thành vạn vật, chồng chất thành thiên địa. Có nơi nước giấu mình dưới đất, tạo hình thái cực, tên gọi là Thái Nhất thủy mạch. Mạch này chí âm, dễ dẫn sát khí tạo thành ảo ảnh. Có phép vận chuyển ngũ hành, có thể từ thủy sinh mộc, cây khô trổ lá trở thành đất cực lành. Thuật này rất nguy hiểm, nếu mất khống chế sẽ từ mộc sinh hỏa, đốt rừng thành họa. Nếu làm thuật này, một là cây ở nơi này hưởng ngàn vạn tế bái của vạn dân, hai là cần hiến tế theo phép của lục tán. Nơi có Thái Nhất thủy mạch nếu chưa khống chế cực kỳ hung hiểm, nếu sinh sát quỷ sẽ tay mắt thông thiên. Nếu sinh sát quỷ sẽ tay mắt thông thiên. Đọc không hiểu lắm nè. Có thể dùng Thái Sơn phù niêm phong ép đất thành gò, dùng thổ thắng thủy để nhốt sát quỷ. Nếu thành ảo ảnh sẽ thành tường không cửa. Có thể dùng hai phù Thái Sơn xúc địa, mỗi loại một tờ, có thể phá ảo ảnh. Rồi. Có thể treo 7 tiền hoa lên cành
lên cây thành trận. Loạn bắt đầu để giúp thủy sinh mộc. Cái này là 7 cái treo ngoài kia kìa anh em ạ. À. Là khu gì đó, cần hình cà, cần hình cá, cần hình tròn lỗ vuông. Cái này là cái chấm màu đỏ làm gì trời? Kỳ môn bát quái có 8 chữ. Chỉ 8 cửa, trên khó chỉ có 3. Nàng dâu quá cố thôi Uyển Oanh, cha bán mặt nạ cha bán mặt nạ ở chợ kiếm sống. Trong nhà đều là người già, trẻ con và phụ nữ yếu đuối. Chú cô bán bánh nếp ở chợ để xin nhai vì cô gái mất, lại không có con nói giỏi. Uyển Oanh coi ông là như cha. Nhà Ngô nghe nàng tốt bụng đức hạnh, không chê nàng gia cảnh bần hèn, tặng sinh lễ 600 đồng bạc, cưới nàng vào nhà kết đôi với con trai Mai Khúc của Ngô. Mai Khúc ở đây là anh Trịnh Mai Khúc anh em ạ. Không ngờ Uyển Oanh sau khi vào cửa đột tử, thật là nhà Ngô bất hạnh. Nàng dâu quá cố không biết vì sao âm hồn không tan, nhà Ngô đối xử với nàng không tệ, quấy nhiễu người sống như vậy thật là không đúng. Vốn có thể dùng 100 lá bùa niêm phong quan tài khiến nàng hồn bay phách tán, nhưng dù cũng là nàng dâu nhà Ngô không đành lòng như vậy, nguyện đốt người giấy thế thân, hóa thay hồn người chết để nàng trở lại luân hồi. Theo lời dạy xưa, màu đen thì vẽ mắt, màu đỏ là vẽ miệng. À, màu đen vẽ mắt, màu đỏ vẽ miệng. Nhẫn bạc đeo ngón vô danh bên phải là điều cấm kỵ. Vô danh là ngón nào anh em? Lấy giấy vàng viết họ tên cùng ngày tháng sinh thần bát tự của nàng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, đốt người giấy của nàng trong tiếng khóc của hai cô gái. Thì rất nguy hiểm nếu có sai lầm, oán khí sẽ càng nặng, thậm chí nhầm thành thế thân. Tuy chỉ có tình nghĩa một ngày, dù sao nàng cũng là con dâu quá cố của nhà Ngô, nguyện ý mạo hiểm phen này. Con cháu bất hiếu, Trịnh hậu nhân tại đây cầu liệt tổ liệt tông và lục lão thái gia bảo hộ. Nếu có bất trắc, mong Phật đường tôn giả trấn áp sát khí. Vấn đề ở đây là vừa rồi nhìn thấy dưới đất có một chiếc giày theo hoa, sao lại biến mất rồi? Đây là một cái ghế phong thủy. Là bàn loạn luôn. Là bàn còn phải sử dụng nhiều anh em ạ. Mắt trái cái gì vẽ mắt đâu. Ê, quên. Môi là đỏ, mắt là đen. Mực ở bên này. Ở đó có một chiếc giày theo hoa. Lúc nãy đi qua không nhìn thấy chiếc giày này. Hình như là chiếc nhìn thấy trong phòng phong thủy. Sao lại chạy tới đây rồi? Đâu? Này à. Đó. Ê, không đụng tới nó là thôi. Chiếc giày theo hoa lại tới kia rồi. À ha, chiếc giày theo hoa lại tới đó. Áp út à. Vào phòng thì nó nhảy vô nè. Chiếc giày theo hoa này sao cứ đi theo mình vậy, sợ quá. Có thể chỉ có thể giả vờ là không nhìn thấy nó mà thôi. Việc đốt người giấy bàn với Trương Thần Thụy thôi. Ok, bàn với Trương Thần Thụy. Thôi Uyển Oanh lại nói chuyện việc người giấy thế thân cho Trương Thần Thụy.
Kết hợp với những manh mối mà chúng ta biết được, ma nữ này à, khi còn sống cũng là người tội nghiệp, gia đình phong kiến nhiều thị phi. Khá giống với gia đình em á. Anh đừng có nói linh tinh nữa. Cha mẹ em chỉ là xem trọng môn đăng hộ đối thôi. Những việc khác đều rất là thoáng. Thôi không nhắc đến việc này nữa. Trước vậy tính ra bây giờ là lúc trước hai anh chị này yêu nhau, nhưng mà gia đình bên cha mẹ bên em Thôi Viễn Quanh là chắc là ngăn cản, không cho phép anh này quen em này nữa. Bởi vì là không có môn đăng hộ đối, chắc là anh này anh nghèo. Còn nhà em này thì có vẻ là như là giàu. Đấy. Xuất hiện thêm một nguyên nhân nữa. Ma nữ bị nhốt ở đây không thể siêu sinh được. Chúng ta nên đốt người giấy thế thân cho cô ấy được giải thoát. Việc này quá là quá dị rồi. Anh thấy ma nữ này hình như là đang dẫn dụ em đừng mạo hiểm để thực hiện các nghi thức kỳ quái thì hơn. Nếu như cô ấy muốn hại em thì Tết Trung Nguyên hôm qua đã hại rồi. Em đoán cô ấy tìm tới em là người có duyên trùng để giải cứu cho cô ấy. Manh mối chúng ta biết được không toàn diện, không thể dễ dàng kết luận. Em là người làm công tác truyền thống, chắc hiểu đạo lý này hơn ai hết. Nhưng cũng không thể vì sợ tin nhầm người mà không tin ai cả. Ví dụ như ai vô cớ bỏ chạy lại vô cớ xuất hiện, có phải là em cũng không nên tin anh không? Em này đang ám chỉ anh này. Đợi chút, anh có biết công việc của mình, xem ra vẫn còn quan tâm tới mình. Họ ba làm như em nói đây, anh sẽ giúp em. Ghi chép nói cần phải viết tên. Trên thiệp mời tên giống tên em. Trong thiệp mời em kia cũng giống tên này. Trong truyền thuyết có rất nhiều quốc gia đều cho rằng tên có ma lực, có thể dùng để hãm hại đối phương. Trong bảo phát tử nói, nếu biết tên của nó thì nguyền rủa hãm hại. Sinh thần bát tự viết âm lịch giống em là ngày 15 tháng 7. Sự trùng hợp này rùng rợn ghê. Nên viết can chi. Với tài liệu anh biết được, tính ra là ngày tăng mão tháng mậu thân. Nhẫn và vật dẫn lửa tìm ở đâu được? Nhẫn và vật dẫn lửa, còn như lửa chắc là nước, là nến. Anh có những thứ này. Quẹt. Còn cái nhẫn nữa kìa. Bật lửa em tặng anh vẫn còn giữ hay sao? Anh dùng khi hút thuốc thôi. Rất là bền. Không hỏng cũng không đổi. Anh biết bịa lý do nữa. Rõ ràng là anh cai thuốc từ lâu rồi. Nhẫn bạc, làm bằng bạc khá nhỏ, không khắc chữ gì. Nhìn độ mài mòn chắc độ mài mòn chắc là cũng đã đeo một 2 năm rồi. Anh ấy mang nhẫn trong người, lẽ nào là nhẫn đính hôn? Chưa nghe nói anh ấy có bạn gái. Thôi kệ, liên quan gì tới mình cơ chứ? Mình không muốn hỏi. Có ai muốn hỏi thôi. Chiếc giày mình đi theo, mình đi tới đâu nó đi theo tới đó à? Vì thế kiểu này chắc là không đáng sợ nữa rồi. Không, gương mặt hiền dịu này vừa nhìn là biết sẽ không làm hại mình đâu. Đốt à? Xong người giấy rồi sao nữa? Nhẫn bạc đều ngón áp út bên phải. Lấy giấy vàng viết họ tên cùng ngày tháng năm sinh, sinh thần bát tự của nàng nữa.
đeo nhẫn bạc, lấy giấy vàng đốt. Sau khi chuẩn bị đầy đủ thì đốt người giấy của nàng trong tiếng khóc của hai cô gái hả? Không có ngón này sao đâu có ngón tay đâu anh em, làm sao mà đeo nhẫn đây? Mình còn cái chi tiết này mình chưa biết giải gì nha. Cái này nó hiện chữ reset, nó chưa hiện chữ bỏ qua, là tức là mình chưa có chi tiết gì để giải. Giải bảy cái treo nãy trong sách có, nhưng mà nó chưa hiện cái chữ bỏ qua, là tức là nó chưa, mình chưa giải được anh em ạ. Làm sao mà anh em biết được thứ tự 1 2 3 4 5 6? Đây nãy trong sách mình có chụp lại đây. 1 là cần hình cá. Hình cá này mà anh em biết xếp số 1 chỗ nào đâu? Một là cá, nhưng mà một là chỗ nào anh em? Một là bên này hay là một dưới này? Hay là một này, một là này? Đi đâu chứ không biết là một chỗ nào chứ. Nè, một là cá, hai là... Một là hình cà, một là hình cà, hai là hình cá, ba là hình vuông, có lỗ vuông, hình tròn có lỗ vuông. Trong sách biết thì tôi biết rồi anh em. Biết là một là cà hay là cá rồi, trong sách nó viết nè. Nhưng mà không biết là xếp theo thứ tự như thế nào, bên phải qua hay trên xuống hay là sao. Này cà này, cá này, ba là hình tròn lỗ vuông nè, bốn là từ bên này à. Bốn là từ này. Thế mới đâu chứ. Bốn là hình khó nè. Năm là hình đao. 6 là hình hình tròn lỗ tròn. Đó. Tôi xếp theo cành nha. Cái nào cao nhất là tôi xếp thành số 1 nha. Cành số 1. Mối hệ hoàn thiện trước. À, anh em thấy chưa? Không đủ manh mối hệ hoàn thiện trước. Nếu như nó đủ manh mối nó sẽ có chữ bỏ qua chỗ này nè. Tôi xếp này là đúng luôn. Tôi xếp này là đúng luôn nè. Thổi sáo à, lấy nhẫn đeo vô à, lấy đốt à. Miệng nó có gì là có vẻ như là mình làm cái gì đó nó sẽ mở cái miệng nên nó cho một cái gì cái này anh em ạ. Nhưng mà làm gì, mình thiếu cái gì rồi? Rồi dưới ghế cái này là giải cái gì, chưa có cái gì giải mà.
Đúng rồi, cầm điện thoại lên. Trong điện thoại sao lại không nhìn thấy người giấy? Ôi, em đấy tới nhìn mình đấy. Rồi, với màn hình điện thoại, tốn một củ máy liền. Sợ quá. Không xong rồi, camera của điện thoại hỏng rồi. Camera đã hỏng, tính năng khác vẫn dùng được. Gọi điện thoại cho người thân hỏi ý kiến khán giả à? Điện thoại hỏng. Trên tường nó xuất hiện gì kìa? Trên tường bây giờ nó xuất hiện xấu cái gì kìa anh em ạ? Nhưng mà tôi chưa biết là xấu cái này thì để làm gì. Điện thoại bây giờ hỏng rồi. À, xấu cái đó là để thấy vậy. Ủa, xấu cái đó đâu phải để giải cái này đâu. Cái này nãy tôi giải xong mà xấu cái này đâu phải giải cái đó đâu ta. Không có chìa khóa dây code. Thôi hư cấu một xíu nha. Đụng cái chìa khóa dây code chưa? Chìa khóa dây code này à. Này à. Không phải. Đưa ra này này à. Cho xem ra cái là bàn còn sử dụng nhiều à. Điều nhẫn cho em này được chưa? Chưa được. Chìa khóa dây code này để làm chi ta? Cho thằng sổ sáo à? Không phải. Lại vào ngõ cụt nữa. Nãy giờ mình chưa đi ra ngoài kia. Không ra ngoài đó được. À, dưới ghế này mà nãy giờ tôi cũng quên. Đúng rồi, tôi nhớ cái này dưới cái ghế này anh em ạ. Tôi nhớ mà cứ quên hoài. Rối gỗ há miệng, lẽ nào rối gỗ thực hiện thực sự có thể thổi tiêu? Có ngón tay nó gãy rồi, sao ấn lỗ tiêu được? Mình ấn giúp nó vậy. Rồi nữa, bắt đầu diễn tấu rồi, ấn sao? Rồi, nhìn lại cái kia, nhìn lại cái kia hồi nãy mình có được cái đó. Từ từ nha. 1, 2, 3, 4. Ủa sao có 4 rồi mà. Căng à. Tôi phải để sát luôn anh em ạ. Tôi phải để sát luôn. Ủa, cái cam bị gì rồi trời.
Anh em đợi tôi xí nha. Đầu tấu diễn nè, cái này là 3, FF là 5, nhìn không kịp anh em ạ. Này là 1, này nhanh lắm. Này là 3, cái này là 5, FF là 5, này là 4, 1. Ai... khó thật. Vì 1, 2, 3, 4, 5, 6 nữa. Ông cấm. Từ từ, nhìn lại. Cái này phải thuộc luôn, phải thuộc cái ký hiệu là thuộc chữ là mình bấm mới được. 4. Ủa cái đó không phải 4 hả? Ủa 4 đúng mà. Một, FF là 5, 1, 2 là cái chữ kia, 3 là cái chữ tròn. 5. 1. Ủa? À, cái chữ đó là 3 chứ không phải là 1. Năm. Ủa, FF là 5 mà. 2. Cần diễn tấu âm tương ứng khi chữ. Đúng mà ta. Vận dụng mọi giác quan à. Đúng rồi anh em ạ. Vận dụng mọi giác quan. Chưa thuộc. Một nè. Một cái chữ đó một đúng rồi mà ta. Cái chữ đó một đúng rồi mà anh em. Cái chữ móc này là một đúng rồi mà. Nãy giờ tôi hướng xui dẫn. Móc là một nè. Cái này quay ngược đầu này là 2. Cái chữ có cái cuốn ở trên đầu là 3. Cái chữ mà lần ngoằng là 4. FF là 5. Thuộc rồi, tôi thuộc rồi. Khi nhắc nhở biến vàng là sao anh em? Chữ đó tôi thổi 4. Thôi tôi hỏi là 4 đúng mà. À. Khi nó biến thành màu vàng thì mình mới thổi. Ok. Chữ bỏ qua hơi to không? Cái này cũng bỏ qua gì anh em? Cái này bỏ qua, sao bỏ qua được? Ờ, chưa, biến màu vàng thì thổi. Ủa? Nó đâu có biến vàng đâu. Ủa? Nó không biến vàng luôn em ạ. Biến vàng ấy, ủa?
miếng vàng đâu. À, nhắn luôn. Ok chưa? Em lại bố quá. Ôi hay quá. Định không đúng đối tượng rồi nha. Đây là rối gỗ thổi tiêu. Anh tưởng là em chứ, vì em rất là giỏi nhạc khí. Nhạc khí à? Em giỏi nhiều thứ lắm. Lại còn nhớ dai nữa. Em còn nhớ năm xưa có người xem em diễn xuất muốn ngủ gật nữa mà. Nhớ lại một số việc bỗng thấy tức tối, không muốn nói chuyện với anh ấy nữa. Vẫn giận chuyện cũ. Mở ra cái gì? Giấy vàng, ok. Một cái chìa khóa. Giấy vàng thì biết để làm gì rồi, chìa khóa cũng biết luôn. Chìa khóa, lấy chìa khóa trước đi. Chui chìa khóa hình lục giác này nhỏ quá, không dùng để vặn được. Không có dụng cụ nào như cái kềm cả. Không có cái nào như kềm nữa mình vặn à. Vậy lấy ra. Cũng như không rồi. Đưa em cái này hả? Hãy đặt cái giấy trên này. Viết tên bằng chữ màu đen chứ hả? Lấy mực màu đen viết. Viết tên tuổi và bát tự. Không phải dùng màu đen thì dùng màu đỏ. Dùng màu đỏ. Đi bắt ma. Tiếp hả? Đúng rồi, đi bắt ma tiếp anh em ạ. Phải buồn màu đỏ. Tôi xem mong chơi muốn ngủ gật là sao anh em? Là anh em buồn ngủ hả? Anh em buồn ngủ mà anh em mới xem tôi hay là sao? Nhúng cái này. Vậy anh em nghĩa gà hôm nào mà có mất ngủ á, bật lên xem tôi nha. Hôm nào cái kiểu mà bị rối loạn triều đình, bật lên xem live của tôi có tác dụng cho anh em ngủ. Cái nên viết đã viết xong rồi. Cái này là chắc là viết bát tự rồi sao nữa ta? À phải, giờ còn cuối cùng là đeo cái nhẫn bạc. Đeo nhẫn bạc vào nón, cái ngón vô danh. À, sau khi chuẩn bị đầy đủ là đốt người giấy của nàng trong tiếng khóc của hai cô. Ông mờ hoài. Game này mà chơi không mò thì anh em là tác giả à. Chỉ có tôi nói anh em nào mà chơi game này mà kêu không mò là tác giả. Anh em tác giả anh em vào biết hết luôn à. Vậy tính ra anh em nghĩ gà này phong cách nói chuyện giống anh em tên là Thôi Bỏ Đi lắm nha. Hình như là cũng là anh em Thôi Bỏ Đi á. Đúng không? Anh em Thôi Bỏ Đi đúng không? Anh em nếu mà chơi không mò thì chắc là anh em phải sử dụng cái cuốn sách này. À, chơi không mò. Không có cho tôi đeo con nhẫn con này.
Hay là đốt luôn. Không thể trực tiếp đốt. Phần này là phần 4. Đúng rồi, phần này là chương 4 của phần 4 luôn anh em ạ. À, có anh em hồi nãy nói tôi là lấy con tướng mở khó cái này à. Ô, được à, hay vậy. Quả nhiên là vừa vào để nhìn thấy là giày theo hoa. Cửa này vừa rồi khó rất là chặt, sao nó vẫn vào được? Sao mình lại suy nghĩ vấn đề theo cách của Trương Thần Thụy? Những việc phá quái dị này sao có thể giải thích được? Có điều hình như nghĩ những việc này đúng là sẽ phân tán tập trung, không còn sợ nữa. Lấy cái giày được không? Không được hả? Quả địa cầu, quả địa cầu có bốn đại dương. Đây là kính vạn hoa, món đồ chơi xưa cũ á. Kính vạn hoa. Là sao ta? Một cây trượng ghê vậy. Chút nữa mình nghĩ cần cái chi tiết là mấy cái chi tiết này nè. Đi nó ra mà đeo vô. Lấy bộ mật tôi đổi tên nó. Nhìn phong cách nói chuyện là tôi biết anh em ạ. Nhìn phong cách nói chuyện là tôi biết chứ. Mặc dù anh em có thay tên đổi họ, nhưng mà nhìn cái dáng vẻ và cử chỉ anh em là tôi biết hết. Không có ngón tay. Kim hư cấu tách nó ra sao được? Nó làm bằng giấy mà sao anh em tách ra được? Cái này có di chuyển được không? Rồi, tôi có cái dữ kiện cho cái la bàn này anh em. Tôi có cái dữ kiện cho con này. Mà không được, không được. Dữ kiện này nhìn khó hiểu lắm. Đi nó ra mà đeo vô. Đi nó ra mà đeo vô. Nó thiếu một góc kìa. Cái màu góc đó là để mà mình giải cái gì anh em ạ? Màu góc này nè. Cái này là để mình chỉ nhìn thực thôi, chứ mình đâu có đụng chạm hay là gì đâu. Mình chỉ nhìn thôi. Cái này để tôi ra tôi cho anh em xem lại cái từ từ. Điện thoại và trên bàn sao lại có nhiều nước? Như thế vừa rớt từ dưới nước lên, vớt từ dưới nước lên vậy. Điện thoại không kết nối cuộc gọi, sao lại có tiếng ơ bác ra. Alo. Alo. Bảo mình dẫn cô ấy tới. Vừa rồi là ảo giác. Hình như là Trương Thần Thụy hồi đại học. Việc này là sao? Nếu như cách nói đó là đúng, những ảo giác này là ký ức của ma quỷ. Khi mình học đại học, ma nữ này đã từng nhìn thấy Trương Thần Thụy hay sao? Trong điện thoại vọng ra tiếng khóc của cô gái. Anh ấy lừa mình. Anh ấy lừa mình. Tiếng khóc làm sao vậy? Có chút rợn người. Chiến Neo đi chơi game này mò đau đầu phết. Đau cũng hơi đau đầu thôi. Chơi nhiều thì nó đau đầu thiệt. Nhưng mà chơi một khoảng vừa đủ thì mình thấy ok anh em ạ. Bắt máy lên lại nè. Alo. Lại là em này khóc nữa. Anh ấy lừa mình. Anh ấy lừa mình. Được rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Lừa ai lừa em vậy? Tôi biết anh ấy lừa em rồi. Moshi, Moshi.
rớt tờ giấy cho mình cái gì à? Trên báo viết về vụ việc xảy ra ở ngôi nhà này. Chăn tướng nhà họ Trịnh. Bên dưới phế tích nhà lớn của nhà họ Trịnh đột nhiên xuất hiện một mật thất. Mật đạo đã là việc người qua đường đều biết. Gần đây có người biết chuyện nói trước có quan gia tài chủ ghé thăm nhà họ Trịnh, danh nghĩa là đánh giá cổ vật, thật ra là tham ô hối lộ. Không biết mật đạo này là che tai mắt người khác hay là tai vách mạch rừng. Nghe nói vật giấu trong mật thất nhìn thấy mà kinh. Nghĩ hắn cũng là nghe thấy mà sợ. Hình tượng thiện nhân trăm năm của nhà họ Trịnh chỉ sợ tan thành mây khói từ đây. Biết người biết ngặt, biết người biết mặt chứ không biết lòng. Dù người như hình với bóng cũng khó biết hành động lúc vắng mặt. Huống chi sân lớn nhà sâu, thấy cây chẳng thấy rừng đâu. À, như có một tờ giấy này quan trọng gì đâu ta, mà nó rớt xuống ngó vẻ như quan trọng vậy. Cái bút nó hết xài được rồi anh em ạ. Bút hết xài được rồi cho nên là không có vẽ ngón tay được. Đây tôi quay lại tôi cho anh em xem. Nếu như quay ba cái á, ba chữ này á, tức là phải tìm ba cái chữ nó tương ứng với ba ký hiệu trên này, mình quay ba cái. Và để tôi xem nha. Điện thoại tôi chụp thì mờ. Nhưng mà nhìn vào đây là công nhận nó cũng mờ thật chứ không phải là do điện thoại tôi mờ anh em ạ. Để giải cái này. Giải cái này. Ba cái chữ ngồi này, ba cái chữ trên đèn lồng này nó không có trong cái những cái chữ ở trong cái ký hiệu này. Làm sao mà biết được ta. Cái chữ ở dưới có vuông vuông nè. Đâu có chữ nào ở dưới có vuông vuông đâu. Không có. Các mấy ông nói chuyện thì dễ lộn. Ông giả lơ hết à. Anh em sao mà giả lơ qua mắt tôi được. Không bao giờ giả lơ qua mắt tôi được. Trừ phi anh em đừng có nói chuyện. Dịch thử xem. Không anh em ạ. Cái này chắc là không dịch đâu. Cái này nếu mà dịch ra thì nó cái này thì nó chỉ cho người Trung Quốc chơi rồi. Cái này là những cái người ở nước khác mình nghĩ chơi cũng được. Bây giờ có cái quéo dưới nè. Hai chữ là có cái quéo dưới này. Thằng này không có. Bây giờ để tôi dịch cái đồng này, cái đèn lồng này nha. Theo ý kiến của anh em kia là tôi sẽ dịch những cái dòng chữ trên cái đèn lồng này. Ok. Tôi đầy đủ. Ba cái chữ đỏ là tôi đầy đủ. Còn cái hàng bên kia là hy vọng xanh đỏ của cô bé bán diêm à. Lụa đỏ của Vương Hồng Nương. Không, cái này cũng không có liên quan gì. Dịch thế thì chết rồi. Cái này, cái chữ này nó bị đè lên nhau anh em ạ. Khó dịch cái dòng này. Cái dòng này là lụa đỏ. Lụa đỏ của Vương Hồng Nương. Vương Hồng Nương một hồi nó dịch là cô bé bán diêm luôn. Mới ghê anh em ạ. Vương Hồng Nương dịch là cô bé bán diêm luôn. Điện thoại thì không được. Bây giờ không còn bút để vẽ nữa. Mình cần đeo nhẫn rồi sau đó mình đốt.
Nhưng mà chắc là bây giờ chỉ còn giải một cái này nữa thôi. Còn cái này thì cũng khó hiểu luôn. Hay là cái này liên quan tới cái kia ta? Cái này mấy cái tủa tủa thôi. Hình đầu người này, cái này có liên quan tới cái này không? Vĩ tay chưa chưa, vĩ tay là xong rồi, nếu mà vĩ tay thì xong rồi anh em ạ. Cái chuông này ở thời Dân Quốc hẳn là rất là quý giá. Năm cái. Năm thứ tự à. Để tôi xem có cái dữ kiện nào liên quan gì tới này không ta. Có thêm cái đồng hồ trái phải gì nữa nè. Một giờ 15. Năm thứ tự. Không có cái dữ kiện nào. Không có dữ kiện nào cho cái năm thứ tự nữa hết anh em ạ. Hai cái đồng hồ. À đây. Nhấp vô ký tự rồi, nãy giờ tôi không biết anh em ạ. À. Ồ, nãy giờ tôi đứng ngồi này. Mong tơ hồng của Hồng Nương nối ta với ma chết thay. Cái chữ màu đỏ, ba cái chữ màu đỏ là ma chết thay. Rồi. Cái này như phải dùng la bàn. Chắc với anh em luôn. Tôi chắc chắn với anh em cái này dùng la bàn giải rồi. Anh em là kêu tướng với bốn góc kim. Con tướng tôi mất rồi mà. Con tướng tôi mất rồi mà. Bốn góc kim nào? Bốn góc kim nào? Cái đồng hồ có bốn đỉnh tương ứng với bốn dòng ký tự. Đâu đồng hồ bốn đỉnh tương ứng đâu anh em? Đồng hồ bốn đỉnh tương ứng đâu? Còn ý anh em nói cái đồng hồ này cái gì? Bốn đỉnh tương ứng này cái gì? Có chữ bỏ qua tức là... Có chữ bỏ qua tức là... Cái linh kia cái dữ kiện này là đúng. Cái dữ kiện này mình vừa zoom lên là đúng.
Để tôi xem xoay mấy cái. Xoay mấy cái. Một. Cái mặt trăng với cái này đúng mà. Vậy cái này dễ mò dữ à? Ủa không phải. Không biết xoay mấy cái hết. Vào trong đó thì mình mở cái lá bàn ra thử. Vào trong này mở lá bàn ra mới chính xác nè. Lấy ba cái chữ này thử anh em, ba chữ này nha. Cái chữ một gạch hai đứt này là cái chữ dấu hỏi. Chụp thêm cái la bàn này nữa lại cho nó chắc ăn. Một gạch hai đứt này có dấu hỏi. Còn cái chữ này là lấy cái chữ chính giữa này à. Có cái mũ. Có cái mũ ở trên đầu là cái vòng tròn. Vòng tròn với cái ký hiệu con gái. Cái này. Xong rồi tới cái vòng tròn này. Xong tới cái ký hiệu con gái. Ba cái đúng không? Ok, chính xác. Keo nước. Chỉ còn lại một ít. Không biết có dính hay không. Kêu làm gì ta? Kêu làm gì ta? Dán tay lại à? Ồ. Đúng nè. Đeo nhẫn vô. Dán cái nhẫn lên anh em ạ. Chứ không phải đeo. Dán cái nhẫn lên thiệt. Dán nhẫn lên thiệt. Nhìn kỹ lại thì chiếc nhẫn nhỏ như vậy anh ấy chỉ có thể đeo ở ngón út. Đeo như vậy thông thường muốn biểu đạt là mình độc thân nhưng không có hứng thú hẹn hò. Không nghĩ việc này nữa, đâu liên quan gì tới mình đâu. Rồi, đốt. Không thể đốt trực tiếp à? Không thể đốt trực tiếp thì lấy cái gì mồi lên. Lấy điện thoại bỏ vô lấy cái này đốt. Không thể đốt trực tiếp nữa mới đâu chứ. Người giấy nhưng mà dán nhẫn là dán nhẫn kim loại, nhẫn thiệt luôn em ạ. Dán nhẫn kim loại, nhẫn thiệt luôn. Em này còn alo ấy không? Alo. Thằng nào lừa em vậy? Thằng nào lừa em? Alo. Em im ru luôn à. Thằng nào lừa em ấy anh em ạ? À? Rồi bây giờ còn cái kính hiển vi này. Nhưng mà chưa có, mình chưa có cái gì để giải cần cái kính hiển vi đó hết á. Lượm tờ giấy này, lấy tờ giấy này đốt nè. À. Đúng, đúng. Đúng 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 đúng
Hoa Nguyễn Oanh dùng tính năng ghi âm của điện thoại để ghi lại tiếng khóc. Ok. Cần có tiếng khóc của hai cô gái làm sao đây? Lẽ nào cần mình khóc nữa? Không khóc nổi, từ nhỏ mình đã không thích khóc. Nghĩ tới việc đau lòng, ghi lại tiếng khóc thôi. Khóc liền chắc là không khóc được. Anh ấy lừa mình, Trương Thần Thụy, anh là tên khốn. Sao có thể nói khóc là khóc được liền chứ? Diễn viên chuyên nghiệp cũng còn khó diễn cảnh khóc nữa là mình. Lần trước mình khóc là khi nào? Là khi tên khốn đó bỏ đi không nói lời tạm biệt à, nói lời từ biệt. Trước đây từng gặp rất là nhiều chuyện, cũng đều không chia tách được chúng ta. Nhưng có một ngày anh ấy đột nhiên biến mất, hoàn toàn mất liên lạc. Ít nhất cũng phải cho em một lời giải thích chứ. Tại sao? Cũng cần có một nguyên nhân chứ. Anh biết em rất là thất vọng và tuyệt vọng tới nhường nào không? Cái lúc này là em này đang cố suy nghĩ lại cái chuyện buồn để mà khóc. Tiếp tục thích khóc thật nè anh em ạ. Trương Thần Thụy, anh là tên khốn. Cũng may không ai nhìn thấy. Cũng may không ai nhìn thấy, không thì hủy hoại hình tượng hoàn mỹ mà mình đã dày công gây dựng. Từng này tuổi đầu chưa bao giờ uất ức như vậy. Càng nghĩ càng tức. Sau khi rời khỏi, tôi chắc định phải đấm anh ta mấy cú. Ok, đã ghi âm được tiếng khóc. Như làm phép mà mượn xác sống lại à. Thế đặt điện thoại lên này à. Ok, đốt. Bật tiếng khóc trước. Trong điện thoại vọng tiếng khóc để ghi âm sẵn. Anh ấy lừa mình, Trương Thần Thụy. Anh là tên khốn. Toàn. Đây đều là không cẩn thận ghi âm vào thôi. Ủa sao cái hình giấy này biến lại như hình của em Nguyễn Oanh anh em ạ. Ma nữ cười kìa. Ma chết thầy. Chính là cô. Sao thế? Vừa rồi người giấy đó biến thành hình dáng của mình. Cảm giác lạnh rợn người này và tiếng người lúc ẩn lúc hiện này là sao? Lẽ nào trong nghi thức thất bại rồi mình trở thành ma chết thay hay sao? Mình đã làm như trong sách nói là Trương Thần Thụy nói sai sinh thần bát tự sao? Bên ngoài hình như vọng tiếng tới tiếng mở cửa. Lại là tiếng gì vậy? Trời ơi, mình cảm thấy luôn có một đôi mắt đang nhìn mình. Rốt cuộc phải làm sao đây? Mình phải đi hỏi Trương Thần Thụy. Ok ok. Trước khi rời đi thôi, nhặt điện thoại lên bàn thờ. Nhặt điện thoại từ bàn thờ lên. Ok. Đi 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 đi. Cửa phòng bên lại. Mở rồi mở rồi. Vô 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 vô. Sau khi vào đây, cảm giác lạnh rờn người và như bị theo dõi tạm thời biến mất. Xem ra ma không dám vào Phật đường, trốn luôn trong này không ra nữa. Không được, ai biết sẽ xảy ra biến cố gì. Hơn nữa nơi này cũng khiến mình cảm thấy rất là bất an, có vẻ như còn nguy hiểm hơn bên ngoài nữa. À rồi, cái này biết rồi. Nhưng mà trước tiên chạy về ôm anh Trương Thần Thụy hung ảnh cái. Hung anh Trương Thần Thụy cái. Trương Thần Thụy, anh cứu tôi ra. Trương Thần Thụy, anh mau ra đây. Nãy biến đâu rồi, sao không trả lời mình nữa? Thôi Toàn. Thôi Toàn. Thôi Toàn. Con nhỏ nó cứ cười đấm trước mặt nó mấy cái à. Cười trước mặt tao. Bức tượng là phía dưới này.
Em này cười giống như cái em ở ở phần 3 em ma tân nương, em ma tân nương cười ở phần 3 này mà. Cười kiểu này nè. Này, bên này đúng luôn. Cái cốc là trên này. Cái chuông là bên này. Đúng rồi. Trang sức tròn, không rõ dùng làm gì. Khối vuông nhỏ. Mày cười nữa đi. Khối vuông nhỏ đặt vào này. Bỏ qua. Rồi xếp hình không cho tôi hình gốc. Lấy cái gì mà tôi biết, có gì mà tôi biết, lấy gì mà tôi biết. Hình ở dưới này là gì ta? Hình ở dưới gặp con bé này nó cười trong mặt tôi nữa anh em ạ. Khó lắm đó nha. Này nó cho tôi hình mẫu. Này là trên này, đúng rồi. Này là trên này. Này là trên này. Rồi chỗ này là cái bụi này. Này cũng khó. Khó chứ không phải đơn giản đâu. Đây. Này hình này. Rồi đúng bốn cái trên nè. Đúng bốn cái trên này. Này chắc nửa tiếng anh em ạ. Nửa tiếng không ít đâu. Nửa tiếng á. Có một ô trống không mà. Cái này ô trống không hả anh em? Không, ô trống không chắc là để không. Ô trống không chắc là để không. Dễ ghét dữ ta. Từ khoan. Ô trống không này. Ô trống không này là để cái này lên trên mới đúng. Ô này chắc là không có. Thì mình phải lấy cái mảnh này xuống chứ. Tạm thời để cái mảnh này trên này đi. Ô này nằm ở đâu trời? Căng dữ ta. Thank you.
này ở cuối hả? Bên này. Này bên này, cái này xuống dưới này là ok. Ủa cái nào ta? Này bên này, cái này xuống dưới chứ. Đó rồi. Lộn rồi. Nửa tiếng anh em ạ. Nửa tiếng á. Này lên trên này đúng rồi nè. Cái này qua này là sai ta. Bước này là bước trên này. Bước này là bước trên này. Bước này là bước trên này. Còn dưới này là bước trên này. Sao mấy cái ở trên tôi đưa xuống dưới hết vậy ta? Bắt thì bắt luôn bị đã cười. Nó trống rồi, tôi biết mà anh em. Anh em đợi tôi định hình lại. Cái này là trên này đúng không? Cái này là trên này nè. Quan trọng hai miếng dưới này là ok chưa? Bên dưới này ok chưa ta? Ok nè. Những bên này là lộn. Miếng bên này là của bên này, còn miếng bên này ở đâu ta? Mà miếng này. Cái này đúng không? Đúng. Khó à. Này, tới này. Này, tới này chứ. Đúng nè. Thank you.
này tới này. Ủa cái tấm chỗ này là tấm nào ta? Tấm chỗ này tấm nào ta? Chỗ này tấm nào ta? Cái này thì hình dung thì tôi hình dung được, quan trọng là cái vấn đề là mình đổi cho nó xuống anh em ạ. Còn cái hình này à? Hình này dưới này à? Dưới này thì ở dưới này hình nào cho nó xuống dưới đi. Rồi bây giờ này, những cái tấm trên này thì 1 1 2 3 4 1 1 2. Không có 4 được ta. 3 rồi. Ok. Lấy được 1 chữ 2 nữa. Đây là giày theo hoa. Không lật nó ra thì không thể lấy được đồ bên dưới. Đây là chuyển sử ra khi chủ nhân của đôi giày này còn sống. Chi tiết chân thật quá. Mình như thể là ngửi thấy hương cỏ. Xem ra là ký ức thật sự. Ảo giác không thể có nhiều chi tiết đến vậy được. Vì để không dẫm vào con sâu đó, cô ta bị trẹo chân. Xem ra rất là lương thiện. Nhưng sau khi biến thành ma rồi cứ bám riết mình là không thôi. Châu báu 1 viên ngọc. Cái này chuẩn bị mình sẽ giải thêm một cái này nữa. Cảm ơn anh em Triệu Vân Nam 11. Mình chứ ok, tôi giải xong rồi anh em. Trong phòng này còn cái gì mình chưa giải em? Châu báu. Cảm ơn anh em treo ngủ. Bị tơ hồng cản lại. Không có cái gì thùng hộp quẹt cũng không có gì đốt hoặc là cắt cái này. Tượng Phật vô cùng quá dị. Em này xin cái này trang sức này đúng không? Tin này đúng không? Ủa nó không có quyển sách nào cho mình đọc mà nó nói là không có quyển sách cho đọc mà. Này. Rồi. Nơi nào truyền tới gì đó mình mới không đọc được cái khúc đó. Lại là Lục Tán Bồ Tát. Lại là Lục Tán Bồ Tát. Là thượng thần nơi khác. Từ thôn nào đến tới lan truyền thiên hạ. Tổ tiên tộc Ngô may mắn được bảo sao kinh điển thiếu khuyết, hưởng lợi vô cùng. Nhưng vì dân bản địa ngu ngốc khó thể hiểu được sự thần kỳ của vô thượng thần này, cho nên tổ tiên mượn tín ngưỡng lục vương gia bản địa để gửi gắm sự thật về Lục Tán Bồ Tát. Dựng lại kim thân Lục Lão Thái Gia tới nay đã mấy trăm năm.
lấy đất làm tượng, ứng với thổ trong ngũ hành, lấy đất làm tượng và chuyển tế bái vào tượng chân thân trong nhà để khắc khái nhắc thủy mạch. Lại phát tán Minh Đà Lan và thuật chế hương nến, truyền tục tế bái Tết Quỷ để thi hành thuần uy. Nhờ vậy ân huê bách tính cũng phúc cho bản thân phú quý nhiều đời. Chỉ tiếc không có cơ hội tiến hành tế tự lớn. Thái nhất thủy mạch hiểm ác, hậu duệ nhà họ Trịnh sẽ có tai họa. Huynh đệ của Ngô đều vì vậy mà bỏ mạng. May mà mạng của Ngô cứng, bảo vệ nhà họ Trịnh không đứt. Rồi sao nữa? Hôm nay cuối cùng Ngô cũng tìm được tế phẩm thích hợp. Nhà họ Trịnh cuối cùng có thể chuyển vận mạnh mẽ, tế tự hung hiểm để đề phòng bất trắc. Dùng thuật gửi hồn vào người giấy. Nếu bất hạnh mỏ mạng, có thể giữ hồn phách không dịch. Chờ thời cơ, ngày tế tự hoàn thành, liệt vào tiên bang. Kinh điển đã giấu ở nơi bí mật. Trời biết, Ngô biết, tránh cho người ngoài biết được, cuối cùng thành lợi cho người khác. Nếu có tai họ nhà họ Trịnh gặp phải bất hạnh, nhánh ngồi nhà họ Trịnh tiếp quản nhà lớn nhìn thấy bản ghi chép này, hiểu được nguyên nhân thì chớ rêu rao, yên tĩnh, chờ ngày tế tự hoàn thành mới tốt. Mấy cái này chắc là vừa đọc sách có sách liền đọc mỗi miệng luôn em ạ. Hết rồi, cho tôi quyển sách này, rồi làm gì? Lục tán về gia tộc có cái ký tự mà tụi tôi không biết cái ký tự đó để giải cái gì. Giải gì anh em ạ? Chắc là giải cái đồng hồ này quá, đúng không? Không, cái đồng hồ này. Thử nhá. Không phải là mà cũng năm cái cũng giống á. Thử. Có khi nào em mà kỳ lại lấy xác mượn hồn không? Mạc Lê không phải đâu em ạ. Mạc Lê ở phần trước phần trước nó cũng dạng hồn. Nằm cái trong này. Đúng thiệt nè, hồi nãy là tôi kéo không có dứt khoát, cái này đúng nè, suýt nữa là đâm vào mình, kinh thật. Lấy kéo cắt chỉ. Ra đi, làm tân nương của Lộc lão thái gia là phúc phận của ngươi, có phúc hơn nhiều so với chỉ làm thiếp phu nhân của nhà chúng ta. Thiếu phu nhân. Em này tính tự sát. Không chỉ người tới đó hưởng phúc,
Đợi hoàn thành hôn lễ, cha mẹ ngươi cũng sẽ có một được một khoản tiền, họ cũng có thể hưởng phúc. Họ mong đợi điều này từ lâu lắm rồi. À, chọt vô mắt. Mắt của ta. Em này không có tự sát mà chọt vô mắt. Ký ức trong vòng tay trái và đèn khổng minh giống nhau. Tay trái của ma nữ cũng đeo vòng tương tự. Đây là việc cô ấy gặp phải trước khi bị hại hay sao? Mình thậm chí có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô ấy. Người bị chọc mù mắt kia chính là lão gia của nhà họ Trịnh hay sao? Xem ra không phải là người tốt. Kéo. Em bớt cười đi. Tối ngủ dễ nằm mơ nhớ lại tiếng cười này lắm anh em ạ. Quan sát con rối. Mọi bảo bốn. Thôi, không nhớ anh em à. Không nhớ. Lại nha. Cái này hay nè. Anh em lại xem cùng xem kỹ với tôi nha. Một đổi bốn. Bốn đổi ba. Một đổi bốn. Tức là bốn. Một đổi bốn. Một đổi bốn này là bốn. Bốn và đổi vào ba. Ba là này. Bốn. Ba. Này là một. Đây là một. Thời bét. Kéo cắt. Này là con em nó giết con chị để đổi vai tân nương. Không ngờ là tế phẩm. Lại. 1, 2, 3, 4. 3 đổi 4. 2 đổi 3. 3 đổi 4. 3 đổi 4. 3 đổi 4. Tức là chỗ này là 4. 2 đổi 3. Tôi quên rồi anh em ạ. Lại. 2, 3, 4. 1 đổi 3. 2 đổi 3. Và 1 đổi 3. 1 đổi 3. Tức là chỗ này số này số 1. 2 đổi. 2 đổi 1. Đây 1. 1, 2, 3. 3. 1. 2. 3. 4. Rồi. Tên chữ viết gì? Hữu ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng. Tính ra chương 4 này dễ phết anh em ạ. Không khó. Chương 4 này dễ phết. Hai, ba, bốn. Một anh em kêu là 2, 1, 3, 4. Còn một anh em kêu là 1, 1, 3. Chương này mình thấy nó dễ hơn. Chương 4 này thấy sao nó dễ hơn chương 3 anh em à. Dễ hơn chương 3. À, cái này giải cái này cũng hay nè. Giải cái này cũng hay nè. Giải cái này chắc còn nửa tiếng anh em ạ. Nửa tiếng ở nhà chứ không ít đâu à. Thank you.
Cũng nhanh. Cũng nhanh anh em ạ. Cũng nhanh. Bùa chú. Xảy ra chuyện gì vậy? Bên cạnh em hình như có một cái bóng thoát ẩn thoát hiện. Lúc mùi giấy thất bại, em đã trở thành ma chết thay rồi. Có phải điều anh nói với em là sai không? Anh cứ có vẻ huyền bí. Có phải là đang giấu giếm em điều gì không? Thông tin cũng đúng à? Không thể nào. Không kịp suy nghĩ nữa rồi. Nếu như em trở thành ma thế thân thì chị e là ma nữ đó sẽ hãm hại em. Em hãy mau rời khỏi đây đi. Làm sao để rời khỏi đây được? Rời đi rồi có giải quyết được vấn đề hay không? Năm xưa anh bỏ đi có giải quyết được vấn đề hay không? Đúng rồi. Ma nữ cố tình, ma nữ cố tình dẫn dụ chúng ta đến nhà cũ. Chắc chắn là ở đây cô ta mới có thể làm được một số việc. Bên ngoài thì ít an toàn hơn ở đây. Anh ở trong mật thất tìm được một lá bùa hóa giải ảo giác. Chỉ có một lá bùa không biết có tác dụng không. Hai lá bùa. Hồi nãy nó kêu em mình hai lá bùa giác ở đâu anh em? Vừa hay em cũng có một lá. Quay trở lại, biết rồi. Tôi sẽ đi tìm bà. Đừng lo cho anh. Mặc dù không biết lý do nhưng chắc chắn là người ma nữ đó còn tìm là em. Cô ta chắc không cần anh làm ma thế thân đâu. Nhưng đừng có nói nhiều nữa. Nếu như không phải là em, anh căn bản không phải vì những chuyện xui xẻo này. Cút. Trang Trần Rui, anh Trương Thần Thụy, được. Vậy anh một mình ở đây đi. Anh này đang cố tình chọc giận em này để mà em này thoát. Bỏ anh này, cứ mặc kệ anh này ở đây cũng được. Phần này nó khó cực. Mình thấy phần này có phần 2 với chương 2, chương 3 khó. Chương 4 thấy hơi dễ anh em ạ. Chương 4 thấy hơi đơn giản nha. Chương 4 nãy giờ thì hơi đơn giản hơn là mấy chương trước. Chương 3 thấy khó. Chương 3 là khó liên tục ạ. Đốt hai lá bùa có thể hóa giải được 3 bịt mắt. Chỗ cửa hình như có thứ gì đó khác lạ. Mình qua thử xem sao. Đúng là có thể ra được. Mau rời khỏi cái chỗ, cái nơi chết tiệt này. Những cảm giác đáng sợ không còn nữa. Xem ra là ma nữ không thể ra khỏi ngôi nhà này được. Vừa rồi hình như cứ tức giận và nghi ngờ vô căn cứ, bây giờ tốt hơn, tốt hơn nhiều rồi. Là ma nữ đã ảnh hưởng tới tâm trạng của mình hay sao? Chạy ra tới xe luôn. Gã kia vừa rồi cố tình khiến mình tức giận để mình không do dự lập tức chạy thoát thân. Em này cũng biết. Rồi sao? Lên xe, đóng cửa xe lại. Vô số. Mở học. Lấy đồ nghề. Mặc dù còn nhiều việc chưa rõ, nhưng mà bất luận thế nào đi chăng nữa cũng đều tin Thương Thần Thị thật lòng muốn cứu mình. Quay trở lại, hy vọng cô ấy đã trốn thoát. Tình hình khi đó nếu như cô ấy cứ tiếp tục ở lại đây e là sẽ rất nguy hiểm. Gần đây vọng lại tiếng mở cửa. Sao em lại quay lại đây? Thôi, Nguyễn Quanh đưa sạc dự phòng và dụng cụ cho Trương Thần Thụy. Cảm ơn, có những thứ này rồi anh có thể tự cứu. Em có thể đi được rồi. Ồ, chúng ta cùng nhau trốn thoát đi. Anh không cần quan tâm. Không có em liên lụy anh sẽ không có thể nhanh chóng rời được đâu. Anh là gì của em? Đâu có tư cách phải quản em. Em muốn cứu ai thì kệ em. Họ ba. Anh sẽ thử khởi động cơ quan. Bây giờ bình tĩnh một chút rồi, nghĩ kỹ lại thì những manh mối như là ảo giác, điện thoại và tờ báo hình như đều dẫn dắt mình nghi ngờ Trương Thần Thụy. Nhưng nơi này chỉ có hai người sống là mình và Trương Thần Thụy, chắc chắn phải tin tưởng và dựa vào nhau, có hiểu nhầm và làm sáng tỏ.
chỉ sẽ khiến chúng mình càng thêm tin tưởng hơn nhau hơn thôi. Thật không thể hiểu nổi ma nữ kia muốn làm gì. Ma nữ thì làm được việc gì tốt đẹp chứ? Không lẽ là muốn làm hồng nương? Một hồi âm thanh đồng thời vang lên từ hai hướng khác nhau. Gần như là đồng thời điện thoại của Thôi Văn vang lên. Là ai? Anh mở được một cánh cửa bí mật, định vào thăm dò. Em ở bên ngoài đợi anh. Anh gọi được điện thoại hay sao? Từ lúc vào thị trấn, điện thoại của em không còn gọi được nữa. Anh cũng đã thử rồi, không gọi được đi đâu khác, chỉ có thể gọi cho em thôi. Thật là kỳ lạ. Lẽ nào thị trấn này chặn tín hiệu bên ngoài, chỉ ở bên trong mới có tín hiệu kết nối với nhau? Hiện tượng này rất là không khoa học. Điện thoại không kết nối trực tiếp mà cần có rung chuyển tín hiệu. Nếu như thật sự không tín hiệu, chúng ta đâu thể nào liên lạc được. Cảm ơn những lời giải thích vô dụng của anh. Bây giờ thì tôi càng sợ hơn rồi. Âm thanh nghe được lúc trước hình như là vọng ra từ phòng phong thủy. Mình qua đó xem sao. Phòng phong thủy. Đây cũng có một cánh cửa bí mật, có thể liên quan tới cơ quan anh mở. Đừng vào, có thể rất nguy hiểm. Em đã ở trong nhà ma này nửa ngày rồi, không phải vẫn chưa chết đó hay sao? Hơn nữa, em đã trở thành ma chết thay rồi. Nếu như ma nữ kia muốn lấy mạng em, cho dù là em có đứng lại tại chỗ cũng không thể tránh được. Hợp à, chú ý an toàn. Chương 4 nghi ngờ đã xong. Chương 4 nghi ngờ đã xong. Có vẻ hôm nay đang cuốn thì chúng ta chơi luôn chương 5 nha anh em ha. Hôm nay đang cuốn, chúng ta chơi luôn chương 5 nhé. Hy vọng là chương 5 nó cũng cỡ 2 tiếng đổ lại thôi. Đúng không? Chương 5 cỡ 2 tiếng đổ lại anh em. Hay là hơn. Ok, chúng ta bấm để tiếp sang tiếp chương cuối luôn.